Rồi, ok. Rồi mình sẽ làm cái nút, thêm cái nút view ở đây nhé. View hoặc đi theo ở đây nhé, đi theo ở đây. Thì ở trong cái trang index, các bạn nhìn là cái sản phẩm của mình ấy, thì nó lại nằm ở trong cái file sản phẩm. Cái này là các bạn là có button là add cart, thì cô thêm một cái button giống như thế này nữa. Cô đặt tên nó là, cô đặt tên nó là detail, chi tiết, đúng không? Đó. Các bạn làm thì các bạn lưu ý là tiếng Anh riêng, tiếng Việt riêng nhá. Rồi. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ thay cái button card. Rồi, ok, lưu lại nè, xem nó show ra cái gì nhá. Hai anh này cùng position, cho nên nó sẽ bị đè lên nhau, hiểu không ạ? Khi show lên nó sẽ bị đè lên nhau. Vậy thì cô sẽ thay đổi anh này là cô sẽ để hai class, một class là button, butter, cô sẽ để là buttoner, một cái class là buttoner, một class là add cart và một class là detail ha, detail. Tại sao thêm hai cái button? Tại vì là hai cái này nó chỉ khác nhau mỗi cái position thôi. Cho nên là tôi sẽ tận dụng, ok chưa ạ? Tôi sẽ tận dụng nó nhé. Vậy thì sang cái set S thì các bạn, structure set S nè. Đây, cô sẽ cái để cái này là button, còn button card của cô sẽ là đây, nó chỉ thay đổi cái position thôi, xóa hết đi các bạn nhé, xóa hết đi, chỉ thay khác cái position thôi. Đó, rồi anh này cô thay bằng button. Đó. Rồi còn button detail thì nó đổi cái position thôi nhé. Button cái này là cô để là detail, chi tiết. Thì đổi anh này cũng cái này. Bottom là cái kia là 140, mà chiều cao của anh này là 40, thì cô sẽ là để là 180 cộng với 10 là 190. Left thì vẫn để nguyên. Ok. Lưu chưa? Lưu rồi. Ok. Khoan. Cái anh này là button detail. Coi lại nha, sản phẩm nào. Button card. Cái này là detail. Hai button. Ok. Rồi. Có cái này là add card rồi. Ok. Đâu có gì đâu nhỉ, trở lại nhé. Rồi, mình view source lên xem tại sao cái detail nó không hiển thị ra. Vào element nhé. Là body deep content. Ở đây là có cái danh sách sản phẩm. Đây, column. Có button đi theo đây rồi. Đây có chữ là đi theo. Mà rồi. Ok. Từ từ có rồi đó các bạn, nó có rồi đó, nhưng mà tại sao nó không có show nha? Rồi, tại sao nó không show? Cô coi lúc hover. Cái set S lúc hover là hover cái gì nè? Rồi. Giỏ hàng. Rồi. Column hover. Nó chỉ show mỗi button card thôi, không show button kia, cho nên cô xóa anh này đi. Cô để là button. Thấy chưa ạ? Nhá. Rồi. Show chưa? Show rồi nhá. Ok. Rồi. Cô đổi cái set S chỗ này xíu là để cái cursor. Hai chấm pointer. Ok. Đấy, cho nó có bàn tay ở đây. Rồi, click detail này, cô sẽ nhảy sang, cô gọi một cái hàm khác. Đấy, cô sẽ gọi cái hàm này. Khi chọn cái này, tôi sẽ gọi cái hàm, không gọi cái hàm add card nữa,
mà tôi sẽ gọi cái hàm tức là sâu chi tiết. Rồi. Và ở đây cô phải viết một cái hàm xuống ở dưới này. Thay vì add card thì tôi viết một cái hàm là show detail. Đây cô viết dưới đi ha. Function show detail. Cô đang truyền vào cái gì các bạn? Đây nhá. Cô đang gọi cái hàm show detail và đối số cô truyền là một cái object. Có nghĩa là cả cái danh mục như này nè, thì mỗi lần cô truyền một cái object luôn, không truyền cái ID nha, không truyền cái ID mà là truyền object luôn. Và để truyền object mà không bị lỗi thì đầu tiên cô dùng cái stringify chuyển cái anh này thành chuỗi. Mà chuyển anh này thành chuỗi thì nó sẽ ra cái cặp chuỗi như thế này các bạn. Ví dụ như object nó sẽ là như này. Ví dụ như obj móc nhọn nè. Ví dụ cái này là có name nè, tên nè. Thì nó để trong dấu nháy kép nè, tên nè, xong hai chấm nè. Ví dụ như là Nokia gì đó, xong phẩy nè. Thì nó ra cái cặp này nè. Thì cái này là định dạng của reason. Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ bị một loạt các ký tự mà nháy đơn, nháy kép nó lẫn lộn nhá. Cho nên cô bắt buộc phải viết lại. Tức là cô phải để cái dấu sẹt này các bạn để ý nhá. On click bằng thay vì dấu nháy kép như bình thường thì cô sẹt dấu nháy đơn. Sau đó cô chọn show detail nè là cái tên hàm. Sau đó đối số vẫn để trong dấu đô la và móc nhọn. Nhưng mà bao nó bằng dấu sẹt thì cô phải in ra cái dấu sẹt này. Sẹt, dấu sẹt với nháy đơn thì in ra cái dấu nháy đơn. Đấy, cô phải in như này thì nó mới nhận được cái object này. Hiểu không ạ? Nó mới nhận được cái object này. Ok, vậy là cô truyền nguyên cả một cái object vào. Và dưới này cô lấy cái object đó thì cô ép kiểu nó. Đâu ạ? Rồi. Đây, cô sẽ truyền là một cái object. Ok. Object sản phẩm. Cô truyền nó vào. Thì các bạn lock thử cái object sản phẩm nhé. Đây, OBGSP. Để các bạn coi cái lock cái này ra cái gì nhá. À sao á. Rồi. Bây giờ nhìn nè. F12 đi ha. Đây lock nè. Đây cô tròn nè, đi theo nè. Thì nó sẽ lock ra nè, mã nè, hai chấm nè. Tên nè, hai chấm nè. Ok. Hình nè. Và cái này là giá. Ok chưa? Được chưa? Rồi. Thì cái dữ liệu như này là ok rồi đó. Lấy được rồi. Tuy nhiên các bạn nhìn lại nhé. Rồi các bạn, cái hình này, cái này nè, cái object này mà cô muốn một khi click chuột nhảy vào sang trang này, mà cái trang này nhìn thấy, thì đối với client á, JavaScript á, thì để hai trang có thể nói chuyện được với nhau thì các bạn không thể nào mà các bạn gửi qua bằng cái cách thông thường được, mà các bạn sẽ lưu vào một cái biến tạm. Cái biến này mình gọi là local storage, hay mình gọi là web storage, tức là nó lưu ở trên web. Mình gọi nó là web storage. Thì web storage nó có hai loại, một loại là cookie, một loại là section. Một loại là section, một loại là local. Ok. Một loại là section, một loại là local. Đó. Thì local nó lưu bền vững, và khi các bạn tắt cái browser đi thì nó vẫn còn, trừ khi các bạn xóa nó đi hoặc là các bạn cài lại browser thì nó mới mất thôi, còn lại là nó lưu giữ bền vững. Ok. Tuy nhiên thì các bạn phải biết là dữ liệu mà các bạn show lên phía client là còn không còn bảo mật nữa nhá. Thì mình show những thông tin không bảo mật thôi, còn thông tin mà bảo mật là các bạn không được show lên. Nếu mà sâu thì các bạn phải mã hóa nó. Ok chưa? Để người dùng người ta không biết được. Ok. Vậy là nếu để trang này nhìn thấy thì bắt buộc phải lưu lại. Ok. Rồi, bây giờ để lưu cái object này vào cái
Local storage các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn là có gì đó, các bạn có thể gõ window chấm hoặc là gõ trực tiếp luôn local storage chấm set item. Nó sẽ có hai đối số. Đối số thứ nhất người ta gọi là key. Cô có thể ghi để ở đây là sản phẩm. Đối số thứ hai sẽ là cái giá trị của nó, value. Và lưu ý, value của nó luôn luôn là chuỗi. Đúng không ạ? Luôn luôn là chuỗi nha các bạn. Ok. Vậy là các bạn đã lưu xong. Bây giờ thử kiểm tra nó lưu chưa nhé. Rồi. Chạy nào. Rồi. Xếp một cái đi theo. Rồi mình nhấn F12 các bạn kiểm tra nè. Thì local storage nó lưu trong application. Các bạn chọn local storage, xong chọn cái IP của mình. Cái sản phẩm mình vừa lưu đây nè. Sản phẩm đây các bạn nè. Thấy chưa ạ? Ok không ạ? Đấy. Các bạn muốn không có những cái giá trị lưu lung tung thì các bạn có thể clear. Bỏ chữ local cũng được, ở Windows cũng được luôn. Các bạn có thể là gõ chấm clear. Làm sạch. Xong đấy các bạn mới lưu. Ví dụ các bạn lưu một cái thì nó sẽ làm sạch hết. Xong nó lưu cái mới nè. Thấy chưa? Ok. Đấy, mã nè, tên nè. Ok. Như thế này là đã lưu thành công rồi đó. Được chưa? Cái này là local storage. Được chưa? Rồi sau khi lưu xong thì các bạn chuyển trang sang detail. Đó. Thì các bạn gõ là location.href bằng detail.html. Đấy. Nhảy sang detail luôn. Được chưa? Rồi, mỗi lần nó gửi sang một object. Được ạ? Ok. Rồi, vậy thì bên này sẽ làm sao lấy ra? Ok. Các bạn coi là dữ liệu lưu cái gì thì nó sẽ lấy ra cái đó. Bây giờ dữ liệu của mình là lưu cái gì ạ? Dữ liệu của mình lưu cái gì ạ? Cái này của cái nào ta? Sản phẩm .js. Cái nào nôn nhỉ? Khoan từ từ. Đi theo. Rồi. Ok. Rồi. Tại vì cô đang dùng cái sản phẩm ở ngay đi theo ở đây. Quên comment nào các bạn à. Hai cái này cô dùng không ạ? Không dùng, xóa. Slider cũng xóa đi, nó không bỏ lỗi. Thấy chưa? Rồi, dữ liệu các bạn lưu sẽ là dữ liệu này. Khi nãy tôi lỡ nhảy sang đây rồi. Comment anh này lại nhé. Đây. Đây, tôi phân tích dữ liệu xíu nhé các bạn. Đây, dữ liệu các bạn đang lưu. Cái gì vậy? Refresh nè. Ok. Rồi, back. Refresh nè. Rồi, detail nè. Đây. Thứ nhất là các bạn có mã. Mã thì mình chỉ lưu trữ để sử dụng, để phân biệt, để gọi thôi, liên kết các thứ thôi. Có tên nè. Thì ở đây dữ liệu mình có tên. Đi theo là mình có tên. Đúng không ạ? Tên sản phẩm. Thứ hai là có hình. Là mới có một cái hình thôi. Hình chính. Có giá. Đây có giá. Vậy ba cái hình này ở đâu ra? Các hình này ở đâu ra? Mình hình, dữ liệu mình hậu nhưng không có. Bởi thế cho nên là các bạn phải tổ chức lại cái dữ liệu này. Dữ liệu này không đủ, các bạn phải tổ chức lại. Thì tổ chức lại dữ liệu như thế nào? Mình quay lại cái sản phẩm. Mình coi lại cái dữ liệu sản phẩm của mình. Sản phẩm của mình là có mã, tên, giá và hình. Đúng ạ. Ok. Thì riêng cái hình thì mình không thể lưu một hình được. Mình phải lưu nhiều hình.
mình phải lưu nhiều cái hình. Đó. Và ở đây các bạn lưu ý nè, chỗ cái hình này nè, các bạn không để một hình mà để nhiều hình. Và đây tôi sẽ để cây mả. Đây là một hình. Đấy, mảng này bao nhiêu hình thì nó quyết định bên kia nó nhận bấy nhiêu hình. Giả sử ở đây tôi để hai hình thôi, lấy nó bị trùng xíu nhé. Rồi, bên này cái hình bên này tôi để ba hình chẳng hạn. Phẩy. Đấy, hình 1, phẩy. Hình 3. Được chưa? Ok. Rồi. Các bạn chạy lại. Cái hình đầu lập tức nó bị lỗi. Bởi vì sao ạ? Khi tôi list là cái lúc cô lấy ra ấy, là cô lấy theo cái sản phẩm chấm hình. Nhưng mà cái này lại trong hình nó lại là một mảng. Thì cô lấy phân tử đầu tiên của mảng sẽ phải là hình hình 0. Hiểu không ạ? Ba ông này lỗi kệ đó, từ từ tính. Tức là các bạn phải đổi hết dữ liệu của mấy ông này. Không thì các bạn comment mấy ông lại này lại đi. Được chưa ạ? Để mình sửa dữ liệu sau. Mình lốt hai ông trước. Tức là cái hình này nè, là cô sẽ lấy cái đầu tiên. Cô sẽ lấy cái hình đầu tiên. Vậy ở đây các bạn sẽ thấy nhá, đầu tiên là tôi sẽ có là array sản phẩm y là nó sẽ lấy cả một cái dòng này. Đúng chưa? Rồi, truy xuất vào hình. Hình nó lại là một mảng. Vậy mỗi phân tử của hình nữa. Cho nên mảng mà lấy phân tử đầu của mảng sẽ là 0. Tôi luôn lấy cái giá trị đầu của mảng để tôi sâu cái hình chính của nó ra. Cho nên nó sẽ phải là sản phẩm y xong chấm hình tiếp. Hình 0 cái nữa. Ok chưa? Đấy, vậy là các bạn thấy là dữ liệu phải được tổ chức lại. Ok chưa? Và các bạn phải sửa lại code một chút xíu. Rồi, vậy khi tôi nhấn detail thì dữ liệu các bạn thấy hình của tôi trong này là một mảng này các bạn. Thấy không ạ? Đấy, nó là mảng. Ok. Rồi, sang bên detail thì sao? Bây giờ nhá, cô sẽ trong cái detail này cô sẽ mở cái này ra đi ha. Rồi, bây giờ cô sang detail này nè. Thì cô sẽ lấy dữ liệu từ đâu? Cô phải lấy dữ liệu từ local storage. Hiểu không ạ? Không thể nào mà các bạn thấy là console log là nó mất rồi đó. Nó không log rồi nữa. Sang trang khác là thôi, nó không nhìn thấy dữ liệu của trang trước nữa. Mà tôi chỉ nhìn thấy dữ liệu của cái local storage rồi thôi. Rồi bây giờ nè. Vậy tạm thời tôi quên anh này đi. Tôi qua detail. Bước thứ hai nè. Tôi mới đổ dữ liệu từ trên, từ cái local storage tôi mới đổ xuống cái gì ạ? Đổ xuống cái trang detail này. Bây giờ nhìn nhá. Thứ nhất là tôi sẽ phải viết một cái hàm, tôi viết JavaScript đây luôn nhá. Script. Rồi. Tôi lấy local lấy ra đã. Đúng không ạ? Và let đi ha, obj sp sẽ gán bằng local storage chấm, khi nãy là set item để các bạn gán, bây giờ lấy ra các bạn sẽ là get item và lấy đúng bằng cái key. Key của mình sẽ là sản phẩm, mình lấy đúng bằng cái key, nó sẽ trả về object. Và cô sẽ ép kiểu nó về cái đối tượng mới truy xuất được, khi nãy là đăng chuỗi. Thì cô sẽ ép kiểu nó, ép kiểu là reason.patch. Cô viết là reason.patch. Đó. Reason.patch. Ok chưa? Cô ép kiểu nó về đối tượng. Rồi. Bây giờ để truy xuất từng phần tử của đối tượng. Thì tôi sẽ viết như sau. Một là cô đổ cái hình vào đây. Đấy, cô đổ cái hình vào đây. Cô sẽ lấy như sau. Document chấm query selector. Cô đổ cái chấm class line này.
chấm src sẽ gán bằng cái chuỗi, thay cái hình này bằng cái hình bên kia đúng không ạ? Đây, xẹt xẹt này, rồi chấm phẩy, thay cái hình này bằng đô la, móc nhọn. Rồi, nó sẽ là obgsp chấm hình, rồi không, rồi đóng móc vuông lại. Ok, xem đúng chưa, đổi hình chưa, đổi hình chưa, hình ghê quá, đổi chưa, đổi rồi đúng không? Rồi, cái này cô sẽ đổ nó ra, lít nó ra đúng không ạ? Dùng vòng lặp tôi sẽ lít nó ra. For y gán bằng không, y nhỏ hơn cái obg, tôi lốt hình mà, sp chấm hình, obg sp chấm hình chấm len, tại vì hình nó là một mảng thì chấm len nó trả về các phần tử của mảng hình. Rồi tôi lốt cái hình này ra, đây tôi lấy cái thumbnail này nè, tôi open chai nữa đúng không ạ? Đấy, document chấm query selector thumbnail này chấm open chai, nối con của nó, nối cái gì vào bây giờ, nối cái con cái img này vào đúng chưa? Ctrl C nè, tôi thả vào đây, xẹt xẹt thả nó vào đây, rồi thay cái chỗ này bằng hình này, đó tôi copy ông này, hình là mảng, bây giờ từng phần tử của mảng, đấy đừng quên đô la và dấu móc nhọn nha. Đó, từng phần tử của mảng sẽ là y. Đó, tôi open chai nối nó. Rồi, ok chưa? Rồi, tôi xóa ba ông này đi, ẩn ba ông này đi. Rồi, chưa có, xem nó lỗi nào, nó đang lỗi nào. Là open chai on node is not a type of node. À, nó bảo đó là thẻ chứ không phải là node. À, nó bảo anh này là thẻ, à, thẻ chứ không phải là node. Vậy thì tôi sẽ làm kiểu khác. Đây, một là tạo node, nhưng mà bây giờ tôi không tạo node nhá. Tôi sẽ để ông này đẩy xuống đây. Đây, đấy, tôi sẽ để cái này là string lengthr bằng rỗng, ok, str còng bằng, nối chuỗi này vào thôi, nối chuỗi nguyên cả chuỗi này, copy nguyên cái anh này vào đây cho cô. Đấy, thiếu mất một dấu đúng không? Dấu huyền này. Ok chưa? Nối nó vào. Còn anh này sẽ gán chấm HTML này. Chấm inner. HTML gán bằng str là xong. Rồi. Hai hình đã chưa? Đã hai hình chưa? Rồi tôi back lại này. Tôi bấm cái này ba hình nè. Ra ba hình chưa? Đó. Cái này hai hình, ra hai hình chưa ạ? Thế thôi. Chi tiết. Rồi, tên sản phẩm cũng tương tự như anh này. Đúng không ạ? Tên sản phẩm là H1, vậy tôi sẽ để là inner detail info
H1. Hoặc lấy trực tiếp là cái này là để class đi ha. Class bằng tên, product name. Cái này class là bằng product price. Đó, rồi. Bây giờ tôi copy anh này thôi. Ctrl C thả vào đây thôi các bạn. Cái này thay bằng cái product name chấm Innertech. Trời ơi. Innertech HTML cũng được. Cái này tôi xóa cái này đi. Để không để chuỗi nó obery không còn chấm hình nữa mà chấm gì ạ? Chấm gì ạ? Không biết. Obery chấm gì ạ? F12. Tôi có application nào. Obery chấm tên. Còn anh này là giá, đúng không? Cái này là chấm tên. Rồi copy. Cái này là price. Cái này là chấm giá. Lắc cái gì vậy? Lú rồi hả? Rồi. Đúng tên, đúng giá chưa? Thế thôi. Thế thôi. Ok. Rồi, back lại. Nói đi, hỏi đi em. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi bây giờ còn cái nữa, bấm này nó hiển thị lên trên, bấm này nó hiển thị lên trên. Cái này thì còn dễ hơn nữa. Viết một cái hàm bắt sự kiện on click của anh này. Đúng chưa? Ừ. Thì cái hình nào thì truyền cái hình nó vào lên trên. Cái này có hình không? Có, đẩy lên trên cái hình này, đẩy lên trên xong. Thay cái anh trên thôi. Đúng không? Thế thôi. Rồi hỏi gì hỏi đi. Cái section thanh nào? Làm gì có thanh nào? Cũng là lưu trữ biến bình thường. Cũng là biến. Cũng là vùng lưu trữ nhá. Rồi ở đây các bạn bắt cái sự kiện on click vào cái hình này nhá. Đúng không? Đó. Các bạn truyền cái hình vào thôi. Và thay cho cái đấy, bắt sự kiện on click bằng change image. Change img. Đó. Đối số truyền vào là đúng cái đường dẫn này luôn. Dit.src cho nó nhanh. Đúng không? Lấy luôn cái này cho nó dễ. Đó. Rồi anh này thôi, viết cái hàm chain function chain copy control V. Rồi link hình link img string img chưa. Rồi lấy cái anh trên này nè, thay thôi các bạn. Anh này src bằng Ctrl C là xong. Rất dễ. Bằng string img là xong. Đúng chưa? Được chưa? Ok. Đấy, nó đơn giản lắm. Các bạn đừng nghĩ gì cho phức tạp. Đây, hình. Hình. Tại vì hai hình này giống nhau. Được chưa? Đấy. Rồi các bạn có thể đổ dữ liệu lại. Cái sản phẩm các bạn đổ lại dữ liệu. Có thể sửa lại cái dữ liệu này. Ủa, S3 với S1 giống nhau à? S4 có khác không? S4. Đây. Ủa, sao vẫn hình này ta? Sao vẫn hình này ta? S4 là hình khác mà ta. Đúng không? S4.
bốn hình khác mà. Đi theo coi, đi theo coi. Đây, IMG4Y hình chấm len. Đấy, hình Y bình thường, không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Ủa sao mấy cái S này lại giống nhau nhỉ? Cô tưởng nó là phải khác nhau chứ ta. IMG S3 là hình S4, S4 hình khác mà. SP4 web, SP5 hình khác. 1 1.3 thì giống nhau. 4 phải khác chứ. Đây. Refresh. Chạy. Ở đây khác này. Thấy chưa? Khác này. S4 khác này. Ok chưa? Rồi. Code không ảnh hưởng gì nhá. Rồi. Ok. Vậy thôi. Rồi, mình dừng ở đây. Rồi còn add to cart thì các bạn lưu ý nào. Các bạn truyền, các bạn lấy ở trên xuống là một cái object thì các bạn truyền đúng cái object. Add đúng cái object này vào mảng của cái giỏ hàng. Tại vì các bạn khi add cart bên này nó sẽ có một cái giỏ hàng. Đấy nhá. Add cart này nè. Thì nó sẽ có cái giỏ hàng. Nó có cái giỏ hàng. Đấy nhá. Đây. Các bạn vào application á, các bạn sẽ thấy nó có cái giỏ hàng. Cô chưa làm phần giỏ hàng cho nên cô chưa lưu. Thì các bạn có cái sản phẩm, cái chỗ mà add vào cart á. Đấy, nó có cái cart array nè. Các bạn lưu nó vào cái gì ạ? Local storage. Đúng không ạ? Lưu nó vào local storage. Đó. Thì các bạn chỉ cần viết thêm một cái dòng này thôi. Các bạn khi lock nó có rồi mà. Khi lock là các bạn thấy giỏ hàng rồi mà. Đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần là sau khi đấy các bạn gõ là local storage.set item. Được chưa? Rồi, các bạn chỉ cần local storage.set item. Item để cái giỏ hàng vào là được. Cái cart vào, my cart vào đây. Đó, đưa cái này phải ép kiểu nó nhá. À let không ép ở đây luôn nè, stringify reason. Chấm stringify, đưa cái array cart vào, bắt buộc phải stringify nhá, array cart. Đó, là xong. Là các bạn lưu được vào. Đấy. Add cart nè. Add cart nè. Và các bạn kiểm tra cái application nè. Có my cart đây rồi nè. Bên kia các bạn cũng add thẳng vào đây. Ok. Vậy thôi. Rồi, dừng nhé.